Duy Minh xin chào quý chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Chị luôn mãi đánh. Oh yeah, cố lên. Oh. Chị Loan chụp em tắm mà chị. Chị Loan ơi. Rồi chúc chị giàu vàng sức khỏe nha, chị dán cố lên nha chị. Bên này cái. Bên này cái đi. Bên nào? Rồi. Chị đâu mãi đỉnh. Em cũng có chơi chị nào không nha. Quý chị quá không chị quá quý chị. Quá đông luôn rồi. Hay chị là đứng luôn nha luôn. Em nhìn kỹ chị quá năm mà năm nhiều hạnh phúc mà gia đình của con nha, gắn hợp nha. Ôi đông quá trời luôn người ơi. Cái nước Việt Nam mình đó nha. Chị Tâm chúc con bắt hồng mơ bóng linh lắm cháy là hồng mơ bóng cháy là anh Nam ơi cho em gặp Hồng Loan con anh đây. Quá tuyệt vời. Chúc con mãi đỡ. Hồng mãi đỡ. Cái nhà con mình nhiều lắm. Hồng Loan chị Loan ơi, chị sao quá chứ phải gì là gì loại chị Loan cảm động là chị Loan hạnh phúc quá cho con rồi đấy, phải chị Loan buồn đâu, con mệt nó quá, được chưa được chưa, ai cho chúng ta là chị cố lên, có gì hết, chuyện gì từ từ sẽ sáng tỏ, ok, quá tuyệt vời chị Hồng Loan ơi. Hồng Loan nha. Đừng đẩy chị hết hết em. Chị Hồng Loan mãi đẩy. Quá trời bà con bu đông mà quý vị ơi không quay được luôn. Mấy cô chú anh chị sẽ đợi từ từ ai cũng sẽ có lượt nha. Vậy là chị Phố rồi hả chị? Có anh Lê Hoàng gửi qua nhà. Dạ. Làm sao chị Phố có sắc lại là mà khán giả của chú anh chị trong ngoài nước rất là vui mừng. Chị rất là hòa đồng với chú anh chị. Chị Loan rất là hòa đồng. Quá tuyệt vời mọi người ơi. Quá tuyệt vời. Hồng Loan mãi đỉnh. Quá tuyệt vời. Quá nóng lắm quá. Bây giờ là chưa có cúng được rồi quý chú vậy quá đông rồi không thể nào cúng được. Quá đông rồi. Quá đông khán giả quý. Sau khi tất cả các anh em ngăn cản sư cô không cho vào đây thì chị Hồng Loan cũng vừa đến luôn quý của chú anh chị. Đó. Hôm qua là có một cái sự việc là nhang cháy hai đầu thì chú đã báo một cái điểm gì đó quý vị. Đó, cho nên là hôm nay thì sư cô vừa xuất hiện. Đó. Lại đến đây là chị Hồng Loan vừa tới quý anh chị. Đó.
ở đây là phải không để là một hai cái vụ quán ngang trái hay đầu, có thể là hai hai cái điểm nhấn gì đó đúng không? Đó, cho nên là xuất hiện hai cái sự việc nó cũng trùng hợp với nhau, chung trên một cái cây nha. Cái hai đầu sự việc là sư cô đến đây và chị Hồng Loan, còn điểm căn cái giữa là mộ của chú Như Linh, à, chứ không phải là vậy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, đó. Chuyến một con năm. À, đây là một cái duyên của mình cố lên bạn nhé. Cô chị Hồng Loan quá tàn rồi. Chị là một người khá là thân thiện và dễ thương, à, giống như là chú Du Linh nhiều quý vị chú vậy. Vâng, thì còn một số khán giả bên ngoài chưa chụp hình với chị Hồng Loan đó cả nhà. Chị Hồng Loan thì cũng đợi chị Nhan rồi tí nữa thì khán giả sẽ chụp hình với chị Hồng Loan cả nhà. Cả nhà thương chị Hồng Loan rồi cho Khang trên một tim nha cả nhà. Cơ nước trong trần cho lớp. Xin chào cả nhà nha. Cô chị Hồng Loan cho chị Hồng Loan tiêm với cho em tiêm hả? Đi theo lẹ. Còn đi qua bên kia nữa, chú gì không? Dạ là Duy Minh cũng không có cúng cơm được luôn. Đó, giờ quá là đông rồi. Đem vô chứ để ngoài. Đem vô ha. Thôi giờ mình đem vô quý chú chị ơi, đem cơm vô quý chú chị ơi. Ở khi nào mà đây mấy anh em mình đem vô đi. Nắng dưới là không ai giữ hết nè. Nhiều khi ta tưởng ấy. Ok, có bừng một bên mặn bên chai. Bên đây là mặn nè. Bên đây là mặn cúng đất đai, bên kia là chai thì cúng chú Du Linh. Thôi giờ anh em mình ấy ra cơm luôn đi anh em ơi. Không, mình để bên đây trước xong cái mình chắc cô bên đó ha. Cái này lấy cái bàn nhỏ qua để mấy này xuống mình có rồi. À, từ từ anh, đừng cái cơm này là mình khoan hay chắc ra. Mình chỉ chắc cái cho cái đồ ăn trước. Làm cây chứ. Chắc trái cây ra trước anh. Cái này mình đâu có cúng luôn. Cái này nó đem ra trái cây của mình. Đúng rồi, nhưng mà cái này là mình vô chén hết. Chén. Mình có chén hai bên, còn đồ ăn thì mình để mình chắc lên như gì được. Rồi hôm nay ấy chén một em à. Đúng rồi. Đồ ăn thì mình để lên bên. Đang quay cái cây này chia đồng hai, ơi để cho nó bằng là cái khăn không, rồi cho giờ tới nó chỉ chuyện gì không, ai đi đâu rồi, thôi thôi mình lấy cái này đi cái đã. Hay là đợi cho chị Loan ấy cái đi. Bây giờ mình xách ra đi rồi để chị Loan đi, mình vinh lên luôn. Cái cây em mua bàn nhỏ đi. Cái là... cây từ từ làm đi. Cây không gấp lắm. Không có gấp là từ từ. Này chia hai cái không? Mình xách cái cây qua bên kia đi con. Xách cái cây qua bên kia luôn đi. Bên này để ra. Hay vậy cái cây.
Không, không, không. Anh xách vô chuyên giữa, anh hiểu không? Xách vô chuyên giữa, đừng để chén cơm để xung quanh. Chút ra đi đi, còn chỉnh lại. Không, mình xách một cái mẫu luôn chứ đâu mà chỉnh lại nữa. Tức là mình xách ra là mình để luôn, chứ không chỉnh nữa. Ờ. À. Đâu mà mình không có thời gian đâu mình chỉnh lại. Dạ. Đó, mình cứ xách gì ra xong cái này. Cơm mặn để viên nha, cơm mặn cũng viên. Cơm mặn là cúng đất đai. Ở đây đi. Đó, mình gì mình tiếp gì luôn, chút xíu mình khỏi xếp lại. Cơm gì đây? Cơm á. Cơm quá. Cơm quá. Cơm quá. Cơm quá. Chai như đây à? Chai như đây hả? Còn đây nữa nè. Chai, chai, chai. 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 Đây, mình chén ấy. Cái ghế đâu rồi? Đây nè. Rồi có anh có cái bàn nhỏ luôn, bàn nhỏ là chính như cái tay. Đâu anh coi cái coi chim lon đi về hả, về cuối chương trình họ rồi, chim lon về luôn rồi. Ủa chim lon về hả? Về rồi. Ồ về cuối chương trình không được theo mình. Ồ về rồi. Đó giờ mấy anh em mình sắp xếp gọn hết rồi. Đó cái này nó cũng quý của chú chị ơi, khoan khoan đã chưa hả, còn một bàn nữa. Dạ. Có 20 mâm lận. Dạ này từ từ thì ấy ra chứ không đi dặn người không sao. Không có cưng quay cho mạnh đi. Tính làm nãy giờ là nó mình cũng vậy hả? Cũng anh nào. Để dịp các bạn kia lên theo. Cũng. Là cái đẹp vừa nữa cho chú có chỗ để ta. Anh cũng nữa hả? Ừ. Sau này cũng nhiều chứ. Giúp mọi người mỗi ta nha. Cũng dầu ăn chứ quay vậy hả? Vậy để đem đây mày cúng đó. Nè bên đây nè, bên đây ăn uống. Ở đây gặp bạn rồi, chào. Cúng sáng đâu mà cúng sáng. Cúng chưa cúng rồi. Chưa. Cơm mặn cúng đất đai. Quá đầy. Ủa cái này cũng của mình luôn đúng không? Đúng rồi, của mình luôn á. Mấy cái này là của mình hết á.
Ê, Mạnh, Mạnh ơi, Mạnh, thanh ngon để ngoài à. Rồi, cô chú anh chị mỗi người mỗi tay nha, vì môi trường xanh sạch đẹp. Đẹp không Quân? Khán giả của ai nói cho người ta biết cái mình ơi. Đây là cô con Mỹ. À, đây là một cái khán giả. Dạ. Cô Mỹ ở Pháp phải không? Vì Minh mặc áo đỏ đó. Biết thân Trần không? Dạ. Con xấu lắm. Xấu hả? Cái tâm xấu được rồi. Xấu đâu ai kêu anh xấu đâu. Vậy thôi chứ người xấu của mình. Người em ở đâu lận em? Ờ, em ở Đồng Tháp. Biết Diệp Sống Niêu không? Diệp Sống Niêu. Diệp Sống Niêu nè. Chào chị ha. Diệp Sống Niêu nè. Anh Diệp Sống Niêu. Anh Diệp Sống Niêu là mua đồ để mua đồ qua luôn. Dạ. Biết chú Tiểu không? Biết. Trời ơi, Tiểu là anh Tán. Biết luôn á. Má chị từ đâu về biết Hồ Nam? Ở Vũng Tám. Dạ. Cô ghé ăn. Ba cầm cái đuôi ra. Làm máu quê. Thắng rót em ly anh Thắng. Rót em ly ơi. Rồi, để anh bưng ra ngoài đây để cúng đất đai em ơi. Ok, cúng đất đai. Đây là đất đai cô chú anh chị. Né 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 anh ơi, né anh ơi. Đi nói á. Tối anh đi tập tạ hả? Tối là nhậu tạ. Làm nhậu tạ. Tối nhậu bên khách sạn với anh Quy rồi. Bà. Oh yeah. Cung đất đai. Quê. Quê quê. Thêm. Xíu gì nói nha. Kiếm một người ginh lên phụ anh Minh ơi. Kiếm người ginh lên phụ anh Minh ơi. Đây anh ginh bình bông cho. Bình bông dùng cái Quỳnh. Điện bên em. Ủa là cậu
lên tuốt chảnh luôn. Cho qua cái, cho qua cái. Bỏ mâm ngang đây luôn. Ngoại cho qua cái ngoại, cho bỏ mâm cho ngoại. Xét vô luôn, xét vô luôn. Rồi ok. Bỏ bình lên đây. Lấy hỏi ra cái. Ngoại đến cậu, ngoại chia sẻ gì không? Không, ngoại ý gì đâu chia sẻ. Sao mấy lần ngoại thấy thấy cái thằng này nè, thấy cái thằng này. Này là thằng gì? Thằng Dữ Ngộ. Thằng Dữ Ngộ. Thằng A Khang. A Khang, Dữ Ngộ cậu Năm. A Khang. Nó hiền hậu lắm. Dễ thương. Thôi tụi con cũng ráng nha, cố gắng trao dồi sức khỏe để gặp nhiều cái sự may mắn sắp tới nha con nha. Ok ngoại. Ngoại già. Trời nay cũng hơi đẹp nha cô chú anh chị. Hết chưa? Hết chưa? Hết rồi. Hết chưa? Biết rồi ông nội ơi, vô kiếm này này. Để anh ra thấp cho con gà với cái tấm thật đó, cái kêu anh dự hôm nay. Thầy em hổm giờ cũng nói. Ồ, mình có con thì em hổm giờ cũng nói camera cái tấm này che lại sao thấy được. Đó, trời. Lẹ đây. Con mà không có đâu đẩy. Bỏ cơm nghe. Cái lộn xộn với anh Minh. À hello chị Lo. Mình có mình anh là anh quay hoàng luôn. Đây là anh Minh nha, lộn anh Minh triệu đô nha. Đây là anh Minh triệu đô. Triệu đô đừng có nghe lời mấy ông kia. Sao em nghe mấy ông kia đặc biệt danh là anh Minh triệu đô mà. Triệu đô mà muốn ông bóc phốt anh á, cậu biết vậy. Vậy là kêu anh Minh dễ thương hả? Thôi chị ăn đi em đâu không anh. Đúng người ở cho nó đúng bài bản luôn. Nó lại mất cảm đi. Gấp quá quá luôn buồn lắm. Cứ từ từ. Từ từ cháu nó mới nhờ đúng không? Đây để nó lại. Này làm cho Minh tới hé anh Minh trả tiền mà. Anh Minh mướn mình làm cameraman nha cô chú anh chị. Anh Minh mình. Gan với em ngọn ngoại đang chia sẻ à. Nè tao cấm thuốc cho ổng kìa, thấy không? Dạ. Tức là ngoại không cho Duy Minh là hút thuốc bây giờ. Không phải, không cho mày hút. Tao nói mày đừng có cấm cây nha. Mày nhúng vô ly cà phê. Nhúng vô ly cà phê miếng cho mày cấm lên trên bàn. Là đi có thuốc từ cậu 5 phút. Không có nghe sống vào họng ổng. Tao nói rồi gan sống thẳng tao. Tao tao nè tao lên cháy ổng cho tao hết. Thôi để con cúng cái nha. Để cúng đi. Chị chia sẻ con vậy thôi. Cúng cái ngoại ơi. Mai một cúng vậy nha con. Dạ dạ. Dạ. Đây là hết mọi người cúng. Không biết.
đợi tôi xíu còn học. Thầy cúng cái ngoại. Vậy thì cúng đi. Ngoại quá. Không có lời rảnh luôn á. Mình không có rảnh luôn nghe cô chú anh chị. Mình cũng đã là bận rộn. Giờ là anh Minh cúng cái hồi anh yêu là anh yêu đem đồ vô cúng đó cô chú anh chị. Quá trời tấp nập luôn đúng không? Chú có gì sơ xuất cũng thông cảm ha. Đây là cái mâm cơm này là 800 ngàn là 300 ngàn tiền mạng mình cúng cho đất đai. Còn 500 là mình mua cúng chai trong cho cô dùm cô Mỹ. Đó quý anh chị. Này là mặn không? Mà cúng đất đai. Còn trai là cúng trong kia không? Trai là cúng cho chú Vũ Linh. Ok. Đó, mình phải phân chia ra hết. Cúng trai riêng, cúng mạng riêng. Anh Minh Mãi Đỉnh. Mãi Đỉnh. Bao nhiêu mình tới đâu mình dẹp tới đó luôn. Bỏ giùm em cái chị. Thấy buổi sáng này quá đông ha Khang. Đúng rồi anh. Giờ nhiều cô chú nói là giờ kêu đừng có đậy lại. Sao vậy? Giờ không đậy luôn. Rùi không à? Rùi không anh Minh? Tại giờ mình theo cô chú luôn đi. Thấy đậy quá nói là không ăn được. Cúng cơm chai ngoại. Cúng đồ ăn cũng nói ngon nha. Cúng là để cúng thôi. Nếu dạ. Ngon là tất nhiên mình ăn trước. Dạ. Quay tụi con cuốn nó ngon quá ngon quá ngoại lên đây ngoại xây dựng đâu lại đang đi lắm dọn ra là cuốn thôi đồ ăn ta cuốn bao nhiêu bằng không lên điếm 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 ta đủ ai làm thiếu ăn thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 17 tháng 4 năm 2023 ban tổ chức trên YouTube Diệm Minh Vlog phát tiếng hương trình với các vị các ngài tổ thần hộ địa đất đai duyên gặp ở đất ở cái khu mộ của Vũ Linh thì bước vô chỗ ngồi gì không. Hôm nay là nhờ cái sự trợ giúp của là cô Mỹ đã gửi cho Di Minh mua một cái mâm chay với một mâm cơm mặn cũng cho đất đai vô cảnh lộng cảnh của thằng địa đây cũng như là một mâm cơm chay cũng bên trong mình cùng nhau cho chút xíu giờ trong cúng cho chú Vũ Linh dùng các chị chi vị vô và xin chúc cả nhà chấp nhận dùng tấm lòng của cô Mỹ. Rồi qua cậu anh Minh ơi. Nhen lấy nhen ra anh Minh ơi. Minh ơi, em quay chị này nha, chị này hát hay quá Minh ơi. Quay chú à. Quay
Phật, hôm nay là ngày 17/4/2023, con tên là Phong Sáu Tự Quân Nhân Tốt Duyên Minh Quy Lấp. Pháp nay hương trình giữa các vị các ngài của thần của địa đất đai, duy trạch thần hòa bộ cảnh long thần pháp nhị trang có duyên dung, cũng như cố người sĩ ưu tú hữu linh tổng tư đặc võ nhân ngoan sinh năm 1958 và mất 2023. Hôm nay được sự trợ duyên của cô Mỹ và đợi đến cưới quý vị con trai thì dung trang của thần là ông Hoàng nổi tiếng phải không cô? Ờ, nổi tiếng chứ ai chết chứ quan bằng bằng Vũ Linh. Trời ơi nó đẹp sao mà chứng nhận được tấm lòng của Mỹ Nam Mô với Đạo Phật. Đốt hương nữa, hương cho khói đừng có. Vâng, quý cô chú anh chị ạ, Duy Minh cũng đã cũng dùng một cái mâm cơm chay và một cái mâm cơm mặn cho là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cũng như là một cái mâm cơm chay cho đất đai. Thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn chị cô Mỹ đã đợi cho Duy Minh cũng hai mâm này là 800.000 quý cô anh chị. Một lần nữa là Duy Minh xin cầu nguyện cho là cô Mỹ được là gia đạo gia đình được ấm êm và làm ăn phát tài phát lộc. Quý anh chị thì Duy Minh cũng xin nhờ vô bên trong đây để là chia sẻ có ai đang hát ở đây quý vị. Thì nó đổ mồ hôi, thấy không? Thấy đổ mồ hôi tiên tiên này nhìn thấy đổ mồ hôi không? Lên cổ nha mấy. Lên cổ nè, lên cổ nè. Tập trung chuyên môn nè. Quần như ai suối tiền quanh đưa cho vừa cầu tiên ly hân. Thiếp trải niềm đau qua mây tiếng tơ đông. Dạch quê từ đây mưa gió lạnh cũng hoàng. Thiếp xin quân vương hãy quay về nơi điện cát để thiếp thần giả biệt nhãn môn quan. Lễ nhạc nhỏ heo úa dung nhan, tay lau dòng châu tay ôm chí tỳ bà. Nơi được. Biên tùy còn nắng hạt mưa xa để lại. Như đưa tiếng chiêu quân gia từ đất nước. Chị này hát rất là hay, giọng của ca cổ rất là ngọt, đâu phải dân miền Tây đâu mà ngọt dữ. Giờ đành đôi nhà chia lìa nhau, nghe lòng đau dở dang, duyên tình đôi lứa
xót thương cho thân phận hồng. Ôi na tan tim này, nhưng đành gạt lệ sầu chia ly. Hiến thân để cứu lấy sang hạ, chiếu quân ơi bởi ta quá nghe lời gian định, nên đại ái chiếu quân vào cung lạnh mấy năm. Giờ trẫm hối hận đã thành ra trễ muộn, trẫm thẹn thùng cho thân thế một quân vương. Biết đến bao giờ mới gặp lại chiêu quân, có gặp nhau chẳng chỉ còn trong giấc mộng. Rồi đây trong những đêm đồn vắng lặng, trẫm đói ẩm một mình khi nhớ tới chiêu quân. Chị ác hay quá cái chung chị ạ. Mình phải là chị vô đâm đi. Năm ai cũng chị ác hay. Chị đến từ đâu hả chị? Em đến từ Đồng Nai. Đồng Nai dạ. Biên Hòa Đồng Nai. Hát quá hay chị ơi. Tắt đi. Để ta đang đi hát đến bữa Biên Hòa đi. Em nghe xíu em gọi lại. Đúng với Đồng Nai. Lì lắm. Hát bây giờ mình đổ lấy Biên Hòa đi. Đang cài luôn. Đang chứng dây cho chị gái mà chị hát hơn. Thôi giờ đành chia ly, xin thanh quân lui về chốn cung di. Đừng nên quý cô chú gì ạ? Trời mưa dâng rơi như khóc thương cho thân phận hồng nhan. Sao nhiều đắng cay sầu đau, gian dở duyên tình giữa khi lỡ nằm xa. Nghe lời nàng phần qua tan nát cả tim ta. Ôi đớn đau vô cùng, sầu hận dương mang trọn kiếp không nguôi. Nàng hỡi từ đây xa cách rồi ngàn thu dính biệt, hết mong gì sẽ trùng phùng. Tại sao người đẹp hay lắm. Bẩm sinh. Trả lời tôi tại sao không? Chị để em hát chị. Em đang nhiều lần như bất động. Quý cô chú anh chị ơi, thì hôm nay thấy được một chị ở Đồng Nai lên đây hát để tặng chú Vũ Linh thì nghe cũng rất là hay luôn quý cô chú anh chị. Thì bà con bên ngoài cũng rất là đông nè, bà con thấy không? Rất là đông. Phải nói là hôm nay là cái ngày rất là đặc biệt luôn quý cô chú anh chị. Đó, nên là 92 của chú Vũ Linh thì có khá là nhiều bà con cô bác đến đây để quyến mộ chú. Và sáng nay có một sư cô đến làm dậy sóng luôn quý chú chị. Và xong đó thì kế tiếp đó là chị Hồng Loan. Sư cô vừa đi thì chị Hồng Loan vừa đến quý chị. Hôm qua thì có một cái điềm báo rằng là buổi chiều tối hôm qua thì bà con xem video của Duy Minh thì đã biết rồi, cái cây nhang cháy hai đầu. Thì không lẽ đây là một cái sự việc nó rất trùng hợp quý chị. Hai đầu tức là có hai đầu cháy, một là Duy Minh xuất hiện cái một sư cô, hai là chị Hồng Loan cũng vừa đến quý chị, ba là cái cây nhang, có nghĩa là tức là cây nhang là chú cháy hai đầu là vị sư cô và chị Loan này. Đây là một cái phải nói là điều rất là kỳ bí nha quý chú chị. Thì bà con xem video có thể là để lại comment bình luận ý kiến để cho Duy Minh được được biết ha quý chú chị. Thì hôm nay là Duy Minh cũng là cúng dùm một cái người cô, đó là cô Mỹ quý chú chị, đã gửi cho Duy Minh một cái mâm con trai và Duy Minh cúng một cái mâm cơm mặn là cúng đất đai
một con trai cũng cho chú Vũ Linh, không biết như vậy đó. Thì một lần nữa thì Duy Minh cũng xin cảm ơn cô đó, đã hỗ trợ cho Duy Minh, cũng mong con trai này quý chú vậy đó. Thì giờ video đến đây thì Duy Minh cũng xin là kết thúc tại đây quý anh chị. Thì bên đây là Duy Minh cũng có trình giữa là đất đai nhân trạch ở đây đó, thổ thần thổ địa ở đây để là mở mấy nhà gì đây để là dùng cơm canh ha quý chú anh chị, cơm canh cơm chay nè, mâm chay thì 300, còn con mặn thì 300, mâm chay thì 500 quý anh chị. Đó, video đến đây Duy Minh cũng xin kết thúc tại đây thôi. Một lần nữa rất là cảm ơn cô Mỹ ạ. Xin chúc gia đình gia đạo cô thật là êm ấm ha. Và Duy Minh cũng xin chúc cho bà con cô bác gần xa trong ngoài ngoài nước thật là nhiều sức khỏe. Nếu thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh quý anh chị. Xin chào, tạm biệt, hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.